Xin chào các bạn. Em mới về chiếc Toyota 5FD 25. Số sàn gật gù, số sàn dịch giá. Dốc đơn ạ. Em cho ra thử tải luôn. Chiếc này máy dầu động cơ 1Z của Toyota, em cho thử tải hai kệ gạch chồng nhau luôn. Kinh rồi ạ, lên đi. Em cho ra thử tải cho các bác xem. Rồi, bố lùi đi. Được rồi, thôi, lùi đi. Quá khỏe luôn. Toyota 5FD25 máy 1Z. Đời này chạy thì siêu bền. Được ạ, bố cứ lên đi. Đấy, guarantee hai kệ gạch luôn. Guarantee đấy. Quá khỏe. Thôi ạ, được rồi ạ. Lật hộ con nhà máy cái. Số sàn dịch giá. Máy con này thì quá đẹp. Máy quá đẹp, sơn zin đẹp, quá đẹp. 5FD25 số sàn khỏe, đẹp, bơm guarantee lên. Bố lên guarantee lại. Quá khỏe. Xong rồi thử luôn cái dịch giá. Thôi. Đấy, guarantee ạ. Được rồi ạ. Bố thử dịch giá đi. Dịch giá để ra để vào đi. Có để thế cũng được. Thôi. Dịch giá đấy. Quá khỏe. Được rồi ạ. Chạy thử vào. Đó, lo lơ quá. Không, bố cứ chạy đi, chạy được. Chạy chậm là được. Bạn nào có nhu cầu về những chiếc như thế này hoặc là con này luôn thì cứ alo luôn, có hotline hoặc là qua xem luôn. Nè, cực đẹp luôn. Chiếc này em vừa về. Số sàn dịch giá Toyota 5FD25. Số sàn dịch giá. Đều xe từ trong ra ngoài luôn, lốp láp đều. Máy đẹp, vỏ đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bạn nào có nhu cầu thì cứ alo luôn, có hotline hoặc qua xem trực tiếp luôn nhé. Và em còn cực kỳ nhiều xe, còn tận trăm chiếc nữa cơ, các loại luôn. Các bạn thoải mái lựa chọn các mức tiền, rồi các thương hiệu có hết, các chức năng, các loại luôn.